chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Tôi là Mai Tiểu Linh. Và mấy ngày hôm nay thì mình bận việc thi cử học hành ở trường quá nên là làm biếng không có quay clip. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái ứng dụng chơi game mà giúp cho các bạn có thể kiếm được bồ bằng cái việc chơi game không thôi. Mo được quảng cáo ở rất nhiều, quảng cáo nhiều trên Facebook, trên YouTube, các thứ đồ. Lên là thấy quảng cáo, lên là thấy quảng cáo. Đó chính là ứng dụng Hago. Rồi bây giờ chúng ta hãy vô thử ứng dụng Hago nha. Trên màn hình các bạn đây là cái giao diện, cái đủ đá vô ứng dụng đó. Bây giờ trên màn hình các bạn là cái biểu tượng của ứng dụng Hago này. Đây mình sẽ bấm vô. Và nó có cái câu slogan là play game, make friend, chơi game để kết bạn. Thì ở đây có rất là nhiều game, mình xem nào. Có khoảng độ 20 game ở trên cái ứng dụng này. Và với cái ứng dụng này chúng ta có thể chơi game và kết bạn. Với cái ứng dụng này chúng ta có thể chơi game và kết bạn một cách ngẫu nhiên ở trên mạng. Ở đây mình thấy cái trò có rất nhiều người bạn của mình chơi đó, trò cuộc chiến này. Hiện tại đã có hơn 20.000 lượt chơi. Mình không rõ 20.000 lượt này là cái lượt người ta đã chơi rồi hay là số lượng người đang chơi trực tuyến. Nếu mà 20.000 người đang chơi trực tuyến thì thực sự nó quá là nhiều. Và ở dưới này cũng có khá là nhiều game. Chết mẹ, tôi bấm nhầm game rồi. Mình bấm vô game cờ tướng mà nó hiện ra thành cờ vua Trung Quốc. Vậy là trong tiếng Trung Quốc, tướng với vua là một. Thì đây mình cũng không thạo chơi cờ tướng lắm, mình chơi thử một ván coi. Mình kết bạn với một bạn nữ có tên là Nhỏ Suka. Bạn này chắc học giỏi lắm này, biết xài chính tả này. Đến lượt đi của mình rồi, mình nãy giờ nói không có đi. Rồi cho ông pháo sang đây. Ôi, mình đi theo luôn. Thực ra cái trò cờ tướng này mình chơi không có thạo cho lắm, chơi sợ thua con gái nhục lắm. Từ nhỏ đến giờ chơi cờ tướng chưa bao giờ ăn. Cái này giờ mình mà cho con tướng lên ăn con sĩ của nó là con mã nó đập luôn con tướng của mình. Nên là mình sẽ cho con pháo ra ngoài đây. Đây là một cái điểm rất là an toàn. Nếu mà mình cho con pháo đây là ăn con tốt của nó, là không có một con cờ nào của nó có thể sang để ăn được mình. Đó, bụp luôn con tốt của nó. Nó đưa con tượng lên rồi. Con tượng này đang đe dọa con pháo của mình. Bây giờ mình sẽ dịch con pháo qua đây. À, chết mẹ rồi, ngu rồi. Thôi mình out game rồi đây, cái game này mình không chơi, không thạo cho lắm. Mà mình sẽ thử đến với một trò chơi khác ở trong cái ứng dụng Hago này. Ở đây có rất là nhiều trò chơi. Thí dụ như trò cừu chiến là một trò chơi rất là đơn giản và rất nhiều người chơi. Mình sẽ bấm thử trò cừu chiến này. Và khi chơi tự game này thì đã có một bạn nữ kết bạn với mình. Đây là bạn tên là Cỏ Dại. Mình sẽ không nói chuyện với bạn Cỏ Dại đâu. Lỡ mà yêu Cỏ Dại rồi yêu về là nó cãi cọ, không có thích. Bạn Nhỏ Suka này vừa nhắn tin cho mình. À không, mình vừa chơi. Ồ, kết bạn với mình luôn này. Gửi tin nhắn cho mình Facebook là Nhỏ Suka kết bạn chơi nà. How about đéo. Thôi, không nhắn tầm bậy tầm bạ. Giữ hình ảnh thôi chứ. Và cũng có rất nhiều bạn bè trên YouTube, ở cái trên Facebook của mình cũng chơi từ game này. Ở đây nó đề xuất cho mình rất là nhiều. Và cái ứng dụng Hago này hình như mình nhớ không nhầm á, thì bây giờ nó cũng đang nằm top những ứng dụng được tải nhiều ở trên Android. Trời ơi, mình đã vừa out game mà nó còn mời mình vô chơi nữa. Thôi nha, nghỉ nha, không chơi đâu nha. Và tiếp theo mình sẽ đến với một cái trò đấu cầu lông đi. Mình rất ngại tiếp xúc với trái cầu lông. Mình có một trái cầu lông mà không mấy khi chơi. Rồi mình sẽ luyện tập trước. Những cái trò chơi ở trên cái nền tảng này nó đều rất là đơn giản. Và nó thích hợp với chúng ta chơi solo một một. Hình như là mình nhớ không nhầm thì cái này cũng có, chúng ta có thể chơi tối đa lên 4 người hay 5 người gì đó. Để mình kiếm một trò nào đó có thể chơi nhiều người hơn. Trò này mình chơi dở quá không có chơi được. Thoát ra đi. Mình sẽ tìm thêm một cái trò nào đó nó có tính tương tác cao hơn và có thể chơi nhiều người chơi hơn. Túc cầu All Star này. Cái này chắc là đá bóng thì phải nhiều người chơi. Hay là có trò đuổi zombie. Đây, trò này là được 4 người nha các bạn. Và trong cái trò chơi này chúng ta sẽ kết nối với 4 người bạn ngẫu nhiên ở trên mạng. Khi chơi cái ứng dụng này chúng ta có thể kết nối qua nick Facebook chúng ta chơi. Cái việc kết bạn dễ dàng hơn, dễ làm quen với nhau hơn. Phải tên là trò đuổi zombie mà vô đây là bị zombie đuổi. Thằng cha nào nghĩ ra cái tựa game nó sàn thì... Và cách chơi tựa game này thì mình cũng không rõ lắm. Mình bốc số thứ tự từ 1 đến 5. À, ai có số thứ tự cao nhất thì sẽ lên đầu. Vậy thì cách chơi chỉ có là chọn cái quân bài có con số cao nhất thôi đúng không? 4.
không rõ lắm nữa. Nếu mà chỉ là chọn cho ai có con số cao nhất thì nó quá dễ chơi rồi. Hình như là những con bài mình được bốc là nó hên xui, nó ngẫu nhiên. Có nghĩa là có khi mình chỉ có để bốc đến tối đa đến 4. À không, từ 1 đến 5. Chúng ta bốc con số 5 rồi là sau đó chúng ta không được bốc nữa. Và bây giờ mình chỉ còn bốc được con số 3 thôi. Hiện tại mình đang đứng đâu? Mình hình như đứng thứ 2 thì mình sẽ bốc con số 1 thôi. À không, mình đứng thứ 3 chứ. Nãy giờ nhìn thằng áo đỏ là mình tưởng đó là nhân vật của mình. Dạ rồi, bây giờ mình đã chơi quá muộn rồi. Và khi mà chúng ta bị những người tấn công thì chúng ta gọi là được chạy lên đầu và chúng ta được thắng được tấn công tiếp theo. Đó, bây giờ bắt đầu chúng ta cần bấm số 1 thôi. Và người mà có cái số cao nhất thì sẽ được chạy lên đầu tiên. Mà chúng ta phải tiết kiệm một số lớn của chúng ta để chúng ta dùng một cách vô tầm bảo, có gì nó lại mất tiền được chơi làm sao. Cái số team này là cái số lần bị tấn công, ví dụ mình bị tấn công mình chỉ còn lại 3 máu thôi, mỗi người có 4 máu. Ba người trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng, giống kiểu bất kỳ á. Bây giờ mình lại cuộc sống cuối cùng rồi. Mình sẽ bấm số 5 đi. Số 4. Bởi vì là lần nào mình cũng sẽ bị không như đi cào. Và với cái ứng dụng chơi game này thì cái việc chơi game giải trí giết thời gian nó chỉ là phụ thôi. Quan trọng là chúng ta có thể kết nối với nhiều người ở trên cái mạng xã hội này. Nó không phải là một cái nền tảng chơi game đơn thuần mà nó là một cái mạng xã hội ảo để chúng ta có thể chơi game cùng nhau và tương tác nhắn tin với nhau ngay trên cái mạng xã hội này. Thí dụ như con nhỏ Suka này, mình AFK game 2 lần mà nó vẫn khen ngợi mình, má con nhỏ mê trai thiệt chứ. Và mình sẽ bỏ qua cái phần này đi. Cái ứng dụng này nó cũng có thể cho chúng ta mời bạn bè từ Facebook vào. Đấy, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line và những ứng dụng khác thì cái này chắc không cần thiết lắm, bởi vì mình vô mình kiếm bạn mới chứ đâu phải là vô mời bạn cũ vô chơi. Không có gì nữa, ứng dụng nó rất là đơn giản à. Nhưng mà cái sự quan trọng của một game online là nó phải thu hút được nhiều sự tương tác. Game có hay đến mấy mà người ta chơi người ta không tương tác với nhau thì người ta cũng chán, người ta bỏ game. Và mình thấy ứng dụng Hago rất thích hợp cho những bạn mà đang FA muốn lên làm quen mấy bạn nữ. Thí dụ như là mình có hai bạn nữ đây, ai muốn thì mình giới thiệu cho, chứ mình không có nhu cầu bởi vì mình có bồ rồi. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cái ứng dụng có thể kết bạn giao lưu chơi game trên mạng xã hội, đó chính là ứng dụng Hago. Nó được quảng cáo rất là nhiều, ở trên YouTube cũng có, Facebook cũng có, và hiện tại thì nó cũng đang được tải rất nhiều trên CH Play. Cái link download Hago mình sẽ để ở phía bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ channel của mình để mình có thể đạt được 10k sub một cách nhanh nhất. Bye bye.